người lão phu nhờ ngươi ám sát, khi sư diệt tổ, tội cùng ác cực. Nếu không gì tận mắt chứng kiến, lão phu chết cũng không tin trên đời này lại có kẻ khiến người ta căm phẫn đến như thế. Năm Thuận Trị thứ 6, lực lượng kháng thanh ở Trung Nguyên liên tục bị trấn áp, chính quyền Nam Minh lâm vào thế cô lập. Trăm nghe không bằng một thấy, không hổ là Hoa đại hiệp, lợi hại. Khoan, Hoa mổ cùng đồ đệ mượn đường qua trấn Quả Thổ, mong thủ bị đại nhân nhường đường cho Hoa. Bọn ta tuyệt đối không có ý quấy nhiễu, chỉ sợ âm mưu của các ngươi. Không chỉ có con đường này, cũng không chỉ có trấn Quả Thổ này, mà là giang sơn đại thanh ta. Chỉ với mấy cọng đao thương mà đã đòi nộp mạng dưới kiếm của Hoa mổ, đúng là không tự lượng sức. Sư phụ, sư huynh, sao huynh có thể đại nghịch bất đạo như thế? Đứng yên, không được nhúc nhích. Đơn hàng Vĩnh Lạc Đế chuyển từ Tương Bắc tới, giờ đang ở đâu? Đêm qua đã bình an tới trấn Quả Thổ, giao vào tay cha con. Sư phụ, người cứ yên tâm, đợi cha con tới sẽ cùng sư phụ định đoạt chỗ dùng. Nghe nói có 7-8 xe, tổng cộng 10 xe, toàn là bảo bối. Đi. Sư phụ, khiêm nhường rồi. Bây giờ bảo bối đã về đến, Đồ Nhi sẽ nhanh chóng thông báo cho các huynh đệ khởi binh cho sớm. Quân Thanh nhập quan đã 5 năm rồi, hống hách ngông cuồng, quyết diệt không tha. Nhưng còn việc bao giờ khởi binh, vẫn phải chờ cha con tới mới bàn bạc. Lạ thật, Hoa đại ca trước nay luôn đúng giờ mà. Thanh binh dây bắt Minh Đảng khắp nơi, trên đường không có lấy một người qua đường. Sư phụ lại hẹn gặp trong khu vườn bỏ quan thế này,
Nếu cha thật sự già cả mắt mờ, bị lạc, chỉ e tới một người hỏi đường cũng không tìm được. Tiểu tử, cha ngươi nói như vậy đấy à? Khởi binh, nào có biết quân Thanh dốc dáng cao lớn, ngựa khỏe thế nào? Sư thúc, Trục Thủy ca, không hay rồi, có chuyện gì thế? Cha cậu, cha mau ra đầu đường thám thính, xem quân Thanh có theo tới không. Được được. Chuyện này là sao? Cha gặp nạn, không đi chẳng phải chờ chết sao? Xảy ra chuyện lớn như thế, trong trấn chắc chắn toàn là quân Thanh, con đi há chẳng chịu chết sao? Không nên nán lại đây lâu. Đến ngay quán trọ của cha con, cấp tốc chuyển 10 xe hàng đi. Con, về ngay chủ đường, báo cho mấy vị phân đại chủ biết chuyện, có người trở mặt báo quan, kêu họ đề phòng từ sớm. Thế cha thì sao? Chia ra hành động, không được chậm trễ. Dân sư thúc. Qua Trục Thủy. Sư phụ, người khổ luyện qua dân trưởng không màng ăn uống, đột nhiên muốn hạ độc người mà không thể không tốn chút công sức. Mai sau món ô mai này sư phụ vẫn chưa cai được. Người bồi thứ gì lên quân cờ này? Chúng phải thất bộ đoan hồn thảo, báo động công tâm. Sư phụ, người nên bớt nói chuyện thì hơn. Lẽ nào cha ngươi cũng là bị ngươi bán đứng? Nhất là mấy lời thừa thải này, càng phải bớt đi. Súc sinh, cha và sư phụ đúng là hại người hại mình. Hai lão già mà mở miệng ra là phản Thanh phục Minh, hai người có biết tội này đáng tru di cũ tộc không? Chưa cần nói tới gia quyến của sư phụ, ngay cả tùy tùng của người cha cậu kia cũng có trong danh sách truy nã của quan binh, đồ nhi cũng chỉ bị ép thôi. Người tự vệ là giả, muốn nuốt chửng 10 xe tiền kia mới là thật. Người nhà của ta không liên quan tới chuyện này, đừng liên lụy đến họ. Chuyện này thì đồ nhi không quyết được rồi. Ô Nhĩ Xích sắp tới rồi, có liên lụy hay không phải xem tâm trạng của thủ bị đại nhân. Khoan đã, đến nước này rồi nói thêm cũng vô ích. Trục Thủy, niệm tình sư đồ 10 năm giữa hai ta, ngươi dùng một nhát kiếm tiễn di sư lên đường đi, đừng để di sư bị quân Thanh lăng nhục. Nào, làm đi. Thôi vậy, đồ nhi đành nghe lệnh thầy. Sư phụ, người ra đi thanh thản.
Sư phụ, người đúng là dũng cảm mù quáng, dùng mạng để đổi lấy chưởng này. Người có biết mạng chó của ngươi cũng nằm trong chưởng này của ta không? Quả dân chưởng. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia, lão gia. Chuyện này đến nay đã được 3 năm rồi, nhưng mặt của Hoa Trục Thủy, nhất là điệu cười của hắn, cứ luôn lởn vởn trước mặt ta. Có câu, cơ hội không thể bỏ lỡ, lỡ rồi là không có lại. Sau lần bỏ lỡ đó, lão phu không lúc nào không hối hận. Người ta sợ chết là vì tham sống, nhưng lão phu sợ chết chỉ vì không còn mặt mũi đi gặp quan hồn của lão gia. Cha cậu đừng bị chuyện xưa làm vướng bận, mở tiệm bán thịt chó của ông, sống yên ngã qua ngày. Về phần Hoa Trục Thủy, hắn đã trở thành tâm ma trong lòng ông. Dĩ nhiên ông không làm gì được hắn, hà tất phải tự làm khó mình. Vậy nên lão phu mới tới gặp Mai công tử giữa đêm khuya, xin công tử ra tay giải quyết tâm ma này. Cha cậu biết đêm khuya rồi thì tốt, lão phu biết rõ việc Mai công tử làm. Qua mai lướt qua, đầu người rớt đất, 1.000 lượng bạc đổi một mạng người. Lời đồn mà thôi, sao có thể coi là thật? Cha cậu mời về cho. Mai công tử, chỉ cần Mai công tử chịu ra tay giúp đỡ, cho dù là 2.000 lượng lão phu cũng có thể chi. Hơn nữa Hoa Trục Thủy bị trúng quả dâm chưởng, nội lực giảm mạnh, chỉ có thể trốn trong quán trọ của hắn ở ngoại ô phía tây. Mai công tử, lão phu nguyện dùng mạng sống cầu xin. Ai cũng nói Mai công tử hành hiệp trượng nghĩa, lẽ nào lại mặc cho kẻ nghênh ngang? Lẽ nào ngài lại trơ mắt nhìn lão phu tự kết liễu mình sao? Thôi vậy,
Mai công tử, nghỉ ngơi đi. Lão phu quấy rầy rồi. Người viết chữ kia, ngươi có phải đệ nhất cao thủ trong trăm dặm quanh đây Mai Vũ không? Danh hiệu to thật. Ta là Võ Lâm Chí Tôn của vạn dặm Tây Vực, đến đây tỉ thí với ngươi, không biết ngươi có gan tỉ thí hay không. Đáng ghét, son của các cô nương khác toàn là màu đỏ. Chỉ có huynh suốt ngày chấm đen cho muội. Đáng đời. Ca ca, sao huynh không bao giờ làm việc nghiêm chỉnh thế? Ta làm gì có việc nghiêm chỉnh. Việc nghiêm chỉnh của ca ca thì lợi hại lắm. Nếu huynh cứ cắm đầu vào cầm kỳ thi quả thì đổi tên thành vô dụng. Nếu muội còn bướng bỉnh như thế, ta thấy cũng đổi tên luôn đi. Lấy tên Mai Lâm làm gì? Đổi thành thiếu nghiêm chỉnh luôn đi. Ai bảo muội không nghiêm chỉnh? Muội phải thừa kế sự nghiệp của huynh, là một nữ thích khách hàng đầu Quan Trung. Nói linh tinh, biết đâu muội nhận được một phi vụ, biết đâu cái người muội được nhờ đi hành thích còn là một cao thủ giang hồ, biết đâu muội sợ một mình đi không trở lại nên mới tới thăm ca ca, giải tỏa nỗi nhớ mong. Đừng lấy những chuyện này ra để đùa nữa. Ca ca, muội mời huynh uống rượu nhé. Không uống. Không xin tiền ta là tốt rồi. Mời ta uống rượu, muội mà tốt bụng thế sao? Muội có tiền, biết đâu muội nhận được một phi vụ hành thích thật, nhận tiền cọc của người ta luôn rồi. Không được đem chuyện đó ra đùa với ta. Đến quán trọ ở ngoại ô phía tây nha. Nghe nói rượu ở đó khá ngon. Thế muội có biết chủ nhân ở đó là ai không? Nghe nói ông chủ họ Hoa. Ca, đi thôi. Đi. Đi. Mấy chị, mời vào. Ê,
Lần sau nhất định phải uống nhiều vào đấy. Quýt ra! Có chuyện gì thế? Quýt ra hết cho ta. Mấy ngày hay là chúng ta lên tầng đi. Không ăn nữa, đi. Mấy chị, tiền, chưa trả tiền mà. Tiểu nhị, dân rượu. Hôm nay gia có tiền. Ngài còn chưa đủ trả nợ đâu. Cái gì? Tiền rượu thì phải đủ chứ. Đủ cho hôm nay là được, cho bát rượu. Được được, gọi qua trục thủy ra đây. Gia gia, ngài còn không biết sao, cả năm ta còn chẳng gặp ngài ấy được một lần. Khốn nạn, nếu qua trục thủy không ra đây cứu ta, ta đập quán trọ của hắn. Nghe thấy chưa? Mau lên, tên điên kia, ỷ mạnh hiếp yếu, tính gì là hảo hán. Ngươi trốn đến tận đây làm gì? Định tìm tên họ Hoa chống lưng cho ngươi sao? Còn lâu ta mới trốn. Khi nãy ta đánh chán, đến đây uống bình rượu, rồi đánh tiếp với ngươi, cũng được. Đợi ngươi uống xong rồi, ta đưa ngươi đi gặp Diêm Dương, đừng lắm lời. Ngồi xuống trước mặt ta uống. Quýt qua đây. Thế thì giao hẹn trước, uống xong rồi mới ra tay. Cô nương, sao cô cứ nhìn ta chằm chằm vậy? Ai nhìn ngươi? Ta chỉ là thấy cái mũ của ngươi, nhìn chướng mắt quá. Thôi, ngươi cứ đội vào đi. Làm sao? Tóc đuôi sam này là chuẩn mực Tân triều. Các người mũ cao áo rộng là thói xấu của Dân Quốc. Triều đình có chỉ, đỉnh tóc lớn hơn 1 đồng tiền tức là kháng thương. Chưa hết. Nhìn thấy chưa, đuôi sam không sao qua được lỗ đồng tiền, cũng là kháng thương. Huynh đài, ta thấy tóc của huynh không chỉ xuyên qua được lỗ đồng tiền, xuyên qua lỗ kim cũng được đó. Nhưng sau chỉ xong thì khâu luôn đũng quần của huynh lại trước nha. Ngươi ra đây, ra đây tỉ thí. Ta nói rồi, uống xong thì đánh. Mọi người thấy rồi nhé, bình rượu của ta không còn giọt nào. Nội lực mạnh quá. Đánh nhau nữa rồi. Đi xem, đánh nhau rồi. Ca ca, đi xem. Quay lại, chờ ông ta rồi tính. Mau mau, dâng rượu cho đại gia. Đây đây, đi. Lấy thêm đĩa lạc ngâm giấm ra đây. Tới đây, tên điên. Chúng ta ở đây phân tài cao thấp. Nếu như mà thua thì phải trả lộ phí cho ta. Hay. Ăn gian. Khốn nạn, ông này uống chầu rượu cũng không được yên thân. Không phải lão đang ngủ trong nhà sao?
đâu ra tên trọc, không biết điều như vậy. Nào là phá cửa, nào là dung kiếm, liên tục quấy rầy giấc mộng đẹp của ta. Dọc đường ta bị tên điên này ăn trộm lộ phí, đuổi đến đây rồi, không để ý tiền bối ở trong đó, quấy rầy rồi. Tên điên nhà ngươi, sao lại ăn cắp tiền của người ta, liên quan gì tới ông? Phen này tên điên đó xong đời rồi, chí phải gặp phải cao thủ rồi, kẻ nào ngông cuồng đến chỗ ta gây rối. Tên điên nhà ngươi, mọi ngày ăn trực uống trực đã đành, đã thế còn cách dăm ba hôm lại gây rối một lần. Tên điên này tuy là ngỗ nghịch nhưng cũng là khách quen của ta, cớ sao hai vị phải lấy mạng hắn bằng được? Nếu hắn lấy tiền của hai vị, ta thay hắn tạ tội, trả thay hắn là được rồi. Tha được thì tha cho người ta. Ngươi là ai? Ta là chủ nhân của quán trọ này. Đã nhìn thấy chưa, người ta đâu có chung đường với ngươi. Tên điên dông ơn phụ nghĩa này, hắn chính là hoa cái gì thủy nhỉ, hoa trục thủy, hoa đại hiệp cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Thật làm chúng ta cực quá. Các người đến đây rốt cuộc là làm gì? Đến lấy mạng ngươi. Đừng sợ, ba người liên thủ làm thắng một mạch, hạ gục hắn, quay về lĩnh thưởng. Hoa đại hiệp đúng là lợi hại, quả nhiên lợi hại. Làm gì thế? Mũi ngứa tay sao nào? Tên trọc kia còn chờ gì nữa, mau ra tay đi. Hoa đại hiệp, thủ hạ lưu tình, ta cũng chỉ bị người khác sai khiến thôi. Kẻ nào sai các ngươi giết ta? Ta cũng chỉ nhất thời hồ đồ. Hôm qua đi qua trấn Quả Thổ, quả thực bị tên điên đó lấy trộm lộ phí. Ta đuổi theo rồi thì hắn giở trò vô lại, đưa ta tới sông Bạc Thiên Mãi gì đó, nơi đó có một bối lạc hồ. Nói nếu ta theo lão già và tên điên đến đây hành thích Hoa đại hiệp sẽ được thưởng tiền. Ngài nói chỉ cần chạm vào ngài một cái sẽ được thưởng 50 lượng. Vậy nếu giết được ta thì sao? Sẽ được thưởng 200 lượng. Từng câu ta nói đều là thật, mong Hoa đại hiệp nương tay. Lúc nãy tại sao ngươi không ra tay? Ngô Hối già ngài không thù không quán, hơn nữa ỷ đông hiếp yếu cũng không phải là cách hành xử của Ngô Hối này, cũng là trang hảo hán. Hoa đại hiệp tha mạng. Công tử, thứ lỗi cho tại hạ nhiều lời, chuyện này nghe có vẻ còn có ẩn tình. Giả lại hắn cũng đã chịu thua, hà tất phải đuổi cùng giết tận? Không phải khi nãy công tử nói tha được thì tha cho người ta sao? Lâm Nhi, vị huynh đài, theo như tại hạ thấy, tuy võ công của tên trọc không tới nơi tới chốn, nhưng kiếm pháp cũng khá quy củ, không hiểm độc như lão già vừa rồi.
Ta thấy hắn cũng không phải là thích khách gì đâu, phải đấy. Đa tạ hai vị đây cứu mạng. Đa tạ. Cái hay thì không học, lại học người ta đi làm thích khách. Ngươi đã làm mất lộ phí rồi, cứ lót dạ xong rồi tính tiếp. Ngoan. Có vẻ nơi này thường xuyên có người chết. Sao không ai báo quan vậy? Báo quan tức là gây bất lợi cho Hoa Trục Thủy. Hắn sống ở đây lâu, dĩ nhiên thế lực không nhỏ. Ai lại vì mấy lượng tiền thưởng mà đắc tội với hắn chứ? Nhưng mà những người đến đây giết hắn vì lý do gì chứ? Sao rồi Trục Thủy ca? Nô gia nghe nói có người tới quán trọ gây rối. Tương muội đừng sợ, ta sao có thể có chuyện gì được. Lúc nãy trong quán trọ, muội nói ngứa tay, muội định ra tay giúp Hoa Trục Thủy sao? Không thân không thích, sao phải giúp hắn? Thế thì tại sao? Biết đâu Hoa Trục Thủy chính là người muội cần giết. Biết đâu muội không muốn để người khác cướp mối của mình. Ta nói rồi, không cho phép muội đùa như vậy. Muội không đùa. Từ bỏ ý định đó ngay cho ta. Mai Gia kiên quyết không cho phép ai làm chuyện này nữa. Huynh dựa vào cái gì mà đánh muội? Sau khi cha mẹ mất, huynh nào từng quản muội? Huynh chỉ biết làm thích khách của mình. Những năm qua huynh đã giết bao nhiêu người? Bọn chúng đều đáng tội. Bây giờ huynh giết người mệt rồi, làm thích khách mệt rồi, mới nhớ ra còn có một người muội này sao? Lâm Nhi, Di huynh, huynh muốn làm huynh của ai? Huynh không xứng làm ca ca của ai? Mai Vũ huynh nhớ lấy, 10 năm trước Mai Lâm không tìm được ca ca, 10 năm sau cũng không cần có ca ca. Lâm Nhi, Lâm Nhi, nghe lời ca ca đi. Kẻo muội sẽ rước họa vào thân đó. Có rước họa cũng không rước tới huynh. Có chết muội cũng không chết trước mặt huynh. Trục Thủy ca, nơi này cũ kỹ tồi tàn quá, huynh chuyển vào phòng khách ngủ đi. Ta ở một mình quen rồi. Nô gia nấu cho Trục Thủy ca bát canh nóng. Trục Thủy ca ăn ngay cho nóng. Tương muội, chuyện hôm nay khiến muội kinh hãi rồi. Đi theo Trục Thủy ca 3 năm, cũng quá quen với cảnh tượng đó rồi. Đuổi bắt Tô Điên đại náo quán trọ, dụ ta ra tay. Thủ đoạn này phải dày công thiết kế. Nếu đúng như lời tên trọc đó nói thì Ô Nhĩ Xích cũng có mưu mô. Nhưng kiểu bối lạc như hắn đã sớm bị các tước hiệu, tước binh quyền, chỉ có thể đắm mình trong sòng bài kỹ diện, tuyệt đối không có gan đến hành thích ta. Nô gia chỉ lo lắng cho Trục Thủy ca thôi. Trục Thủy ca không sao thì tốt. Tương muội, đi ngủ đi.
Ngươi là ai? Sao lại hành thích ta? Trục Thủy Ca, tiếng gì vậy? Chắc là cường đạo thôi. Mau Lâm Nhi, uống thuốc đi. Mau Lâm Nhi. Ca ca, muội nói sai một câu rồi. Muội nói chết cũng không chết trước mặt huynh. Đừng nói linh tinh, vết thương nhỏ này sẽ không sao đâu. Ca ca, trước kia huynh làm thích khách, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Bọn họ đều là kẻ ác thật sao? Đúng thế, muội muội ngoan. Người ca ca giết đều là kẻ ác. Vậy thì tốt. Nói ca ca nghe, rốt cuộc là ai nhờ muội đi giết qua Trục Thủy? Quả thực qua Trục Thủy có quá nhiều ẩn số. Rốt cuộc là ai nhờ muội giết hắn? Bị ca ca nói trúng rồi. Muội đã rước quả vào thân rồi. Lâm Nhi, Lâm Nhi, Lâm Nhi, Lâm Nhi. Ngô Hối thám thính nhiều ngày mới tìm được phủ của Mai Đại Hiệp. Gia danh Đại Hiệp đã lâu, khiến cho ta hôm đó mờ mắt. Hai vị có ơn cứu mạng ta. Giờ đây Mai Lâm Thiếu Hiệp gặp bất trắc, ta quyết không thể nhắm mắt làm ngơ. Tuy ta từng sợ chết xin tha, nhưng tuyệt đối không phải tiểu nhân tham sống. Làm người phải biết ơn. Trước kia ta cũng từng gây dựng được chút danh tiếng, nhưng ta không biết Thiếu Hiệp bị kẻ nào hạ độc. Lâm Nhi, nghe lời ca ca, kẻo muội sẽ rước quả vào thân. Có rước quả cũng không rước tới huynh, có chết cũng không chết trước mặt huynh. Ta biết kẻ có thể làm hại Mai Thiếu Hiệp chắc chắn võ công phi thường. Với võ công của ta, nói đi trả thù cho cô ấy, sợ ngài chê cười. Nhưng bất luận thế nào, ta cũng có thể góp một phần sức. Hôm đó ngươi nói ngươi được tên họ Ô Sai đi hành thích qua Thủy Trục. Không sai, chính là Ô Nhĩ Xích của sông Bài Thiên Mã. Tên điên à, tên điên. Chỉ cần đi theo ta, đảm bảo ngươi có cơm ăn áo mặc, có đàn bà. Chỉ cần giết được qua Trục Thủy, đừng nói là giết đùi gà này, quán trọ của hắn, ta cho ngươi một nửa cũng được. Bối Lạc Gia, vị công tử này cứ xông vào, đòi thỉnh an ngài bằng được. Đi đi, lùi xuống hết đi. Thủ bị đại nhân, lâu nay khỏe chứ? Thủ bị cái gì? Giờ ta chỉ là một dân thường, không khác gì công tử. Lâu không gặp Mai công tử, khiến ta nhớ quá. Nào, mời ngồi. Tên điên, ngươi ở đây sao? Ta băm ngươi ra thành 8 mảnh. Tên điên kia, đứng lại đó. Mặc kệ hai huynh đệ đó, ta bài rượu Hàn Nguyên với công tử, rượu ngon tây vực, một bình thôi cũng đã 100 lượng bạc. Rượu ngon, chẳng trách hai bình rượu này đã đổi được mạng của Hoa Trục Thủy. Lẽ nào Mai công tử cũng có hứng thú với Hoa Trục Thủy sao? Ba năm trước, đừng nói là giết qua Trục Thủy, cho dù giết qua Vô Thanh cha hắn cũng như bóp chết một con rệp. Vậy nên ba năm qua, Bối Lạc Gia mãi không quá giải được tâm bệnh này, vẫn không ngừng nhờ người đi giết qua Trục Thủy. Tiếc là Đa Nhĩ Cổn vừa chết,
Thuận Trị Đế đã tước hết binh quyền của Bối Lạc Gia chúng ta. Bây giờ giết qua Trục Thủy cũng không thể không dùng đến chữ mời. Cho nên Bối Lạc Gia đã mời Mai Lâm. Mai Lâm, là tiểu muội nhà công tử. Mấy năm trước có duyên gặp một lần, quả đúng là vẻ đẹp trời ban. Dạo này cô ấy có khỏe không? Vẫn ổn. Quay lại câu chuyện, nếu muốn mời Mai Gia ra tay thì ta phải mời công tử chứ. Có điều ta nghe nói công tử gác kiếm 2 năm, e là có muốn cũng không mời được. Rượu đã đủ, Bối Lạc Gia an tẩm, tại hạ cáo từ. Khoan, lần này Mai công tử tới là để hỏi về Hoa Trục Thủy. Bối Lạc Gia, không có việc gì thì tại hạ không thể đến thỉnh an ngày sau. Tất nhiên là được. Chỉ e công tử tới thì thản nhiên, đi thì không dễ dàng thế đâu. Bối Lạc Gia đã biết ta đã thề gác kiếm, không làm việc này nữa, hà tất phải dồn ép đủ đường, làm khó Mai công tử. Mấy món này làm sao mà đủ? Không giấu gì công tử, không chỉ có rượu ngài uống, có quà thất bộ, đoạn hồn tán, mà cả ly rượu ngài dùng, ta cũng tẩm dầu gốc. Thuốc giải thì ta có, nhưng nếu ngài không chấp thuận vụ này, thì chỉ e tự mình làm khó mình thôi. Chỉ cần công tử chịu giết qua Trục Thủy, sau khi thành công, thưởng 5.000 lượng bạc. 10 xe báo vật của Hoa Trục Thủy chỉ trị giá có 5.000 lượng thôi sao? Bối Lạc Gia không đến kinh thành xin phong tước nhận thưởng, mà lại cam tâm ở lại trấn Quả Thổ làm một dân thường, chẳng phải vì số báo vật của Hoa Trục Thủy hay sao? Những 10 xe đó thiết nghĩ tuyệt đối không dừng ở con số vạn lượng. Bối Lạc Gia, cút! Đáng ghét. Quá ra Mai công tử đây cũng ham số báu vật của Hoa Trục Thủy. Thôi vậy, nếu công tử đã mở lời thì ta cũng thẳng thắn luôn. Nếu ngài giết được Hoa Trục Thủy, lấy được tiền, chúng ta chia nhau theo tỷ lệ 2:8. Nếu ta không nhận lời thì sao? Vừa nãy ngài uống 3 ly, ta cho ngài biết ly rượu độc này của ta, một ly uống vào là cái ly của ngươi đâu. Mắt ta, Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia, ngài làm sao vậy? Bối con khỉ, mau tìm thuốc giải. Bối Lạc Gia, ngài phải nhanh nhanh đấy, còn có nửa canh giờ nữa thôi. Mai Vũ, ngươi chờ đấy. Ôi mắt ta, Mai công tử, công tử không hoan nghênh nô gia sao? Quán trọ phú quý, bà chủ, mời qua phu nhân về cho. Thôi vậy, ta đến là để bàn chuyện làm ăn với công tử. Phu nhân ngoài mở quán trọ ra, còn phi vụ nào mang tới tận cửa nữa sao? Nếu công tử có ý thì ta cũng vui lòng tiếp đến cùng. Ta muốn nhờ ngài giết qua Trục Thủy. Tại sao phu nhân phải hại chính chồng mình? Bởi vì hắn không những là một kẻ ác,
còn là một kẻ bệnh hoạn. 3 năm trước, qua trục thủy và cha hắn âm mưu khởi binh phản Thanh, nhưng hắn không chịu nổi sự vất vả, phải bôn ba bỏ trốn. Mà cuối cùng đầu quân triều đình phản bội cha hắn, còn tận tay giết chết sư phụ mình. Những chuyện này tại hạ cũng có nghe qua. Những chuyện phía sau chỉ e công tử không biết. Sau khi qua trục thủy, bị nhận định là hậu duệ tiền triều, mãi không được đương triều trọng dụng. Hắn vì muốn được thăng quan tiến chức, cạn kiệt mưu kế, mà đã dung dao tự thiến mình. Triều đình niệm tình hắn, cắt đứt hương quả tiền triều, nên đã phong tước thượng đất cho hắn ở kinh thành. Nhưng chuyện hắn tự thiến sớm đã truyền khắp kinh thành. Hắn biết mình không thể ở lại, bèn quay về trấn Quả Thổ. Vì ở đây người biết được chuyện cũ của hắn, đã bị hắn giết không chừa một ai. Hắn vì muốn che đậy tai mắt mà đã bắt ta về làm thiếp. Có chuyện đó sao? Qua trục thủy ngoài mặt thì ôn hòa thân thiện, nhưng thực chất hỉ nộ vô thường, đôi khi còn độc như rắn rết. Hắn vì không thể động phòng với ta mà tích tụ lửa giận trong lòng, tìm đủ mọi cách giày dò ta. Sự âm độc của hắn, ta thật sự không còn mặt mũi nào kể với công tử. Cho nên cô muốn giết qua trục thủy, cho nên cô đã mời Mai Lâm. Mai Lâm, ta biết võ công của ngài là cao nhất, cần gì phải tìm người khác. Công tử, qua trục thủy đã từng trúng quả dân chưởng, cho nên cứ 15 hàng tháng đều phải ngâm mình trong thuốc. Thời điểm đó võ công của hắn suy yếu nhất, cho nên lúc trăng tròn chính là thời điểm tốt nhất để công tử ra tay. Sau khi thành công, ta sẽ trả thêm công tử 1.000 lượng. Đợi công tử giết được qua trục thủy, nếu không chê bai gì nô gia, nô gia nguyện hầu hạ công tử cả đời. Phu nhân, đừng gọi phu nhân. Ban ngày thì cử chỉ đứng đắn, không ngờ đến đêm khuya cũng phong lưu như thế. Công tử, ngài... dứt khoát thật, không được càng quấy. Ngươi đến làm gì? Chỉ cần được ở bên cạnh nông nhân, cho dù làm gia đình, ta cũng cam nguyện. Vậy vừa hay, ta đang thiếu một môn đồng. Ngươi giúp ta canh giữ khuôn viên này cẩn thận. Ta đã điểm nguyệt ngủ của cô ta, 2 canh giờ sau nguyệt đạo sẽ tự giải. Đến lúc đó ngươi đưa cô ta về quán trọ. Công tử xin cứ yên tâm. Nên làm gì? Không nên làm gì? Không cần ta phải dặn thêm nữa chứ? Không cần, ta biết tính mà. Tiểu nương tử, đại gia ta đến rồi đây, có cần ta ủ ấm chăn cho nàng không? Công tử, ta tới xem tiểu nương tử thế nào. Kéo đại đạp chăn ra, bị cảm lạnh. Vẫn ổn, chưa đạp. Mai công tử, ngài dùng thông thả.
Mai công tử, ngài chờ chút, lão phu lấy thêm cho ngài bình rượu nóng. Mai công tử, xin dừng bước. Mai công tử, đâu cần nhiều thế này. Đừng nói là một bình rượu, một cân thịt. Số tiền này đủ mua nửa căn tiệm của ta rồi. Thôi công tử, nhận lại đi. Giữ lấy đi cha cậu. Lần này không lấy, e là sau này không còn cơ hội. Ta đi hành thích qua trục thủy, ngộ nhỡ thất thủ. Cái này ta tặng ông. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp. Ngày mai ta sẽ mang 1.000 lượng bạc tới phủ của ngài. Sáng sớm ngày mai ta sẽ gửi tới. Ông về đi. Số tiền đó đã có người trả thay ông rồi. Ca ca, muội nói sai một câu rồi. Muội nói cho dù có chết cũng không chết trước mặt huynh. Là ai mời muội đi giết qua trục thủy? Rốt cuộc là ai? Ca ca, quả thực qua trục thủy có quá nhiều ẩn số. Công tử cũng biết tên họ Tô kia là một tên điên. Mạng cực hôm qua ta phải hy sinh một cái quần mới mới bắt được hắn. Tra hỏi nửa ngày, lúc thì nói qua trục thủy bức tử nương tử hắn, lúc thì nói ô nhĩ xích hứa hẹn với hắn, chỉ cần giết được qua trục thủy sẽ trả nương tử cho hắn. Ta thấy hắn chỉ toàn nói láo thôi. Cái kiểu như hắn làm sao cưới nổi vợ, đúng không? Ta nghe kể về tên điên này từ lâu rồi. Hắn tên Tô Kinh Minh, có chút thân thủ, từng kết hôn với một nữ tri thức lễ nghĩa. Ai ngờ sau đó hắn sa đà cờ bạc, bị ô nhĩ xích gài bẫy, mất hết gia tài nhà cửa. Hắn không chịu thua, cuối cùng đem nương tử hắn ra làm vật cược. Nếu đã là cái bẫy, dĩ nhiên hắn không thắng được rồi. Nhưng nương tử hắn nào chịu phục tùng, ngay đêm bị ô nhĩ xích đón đi, đã tự dẫn. Từ đó về sau, hắn đã mắc chứng bệnh điên, cả ngày ăn xin trộm cắp như con chó mất nhà. Cuối cùng cùng đường mấy lối, nên đầu quân cho ô nhĩ xích. Về sau ô nhĩ xích giữ hắn bên cạnh mình làm tay chân, dùng một sợi dây buộc vào cổ hắn, cho miếng thịt là hắn có thể bán mạng giết người. Công tử, hôm nay là ngày 15 rồi, là ngày qua trục thủy ngâm mình trong thuốc. Việc hành thích công tử chuẩn bị tới đâu rồi? Ngươi xem, dấu son này đủ đỏ chưa? Đủ. Ta đi hành thích qua trục thủy, không cần phải chuẩn bị gì. Chỉ có một việc phải phiền Ngô đại hiệp. Được. Ngộ nhỡ ta gặp bất trắc, xin người hãy chôn ta bên cạnh muội ấy. Công tử, đợi ta với. Ngài nói vậy là sao chứ? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Đi nào, đi. Để mẹ ngươi theo bọn ta đi. Đi thôi, đi. Dừng tay. Ở đâu ra tên trọc thế kia? Im ngay. Ai là tên trọc? Giữa ban ngày ban mặt, bất hiếp phụ nữ nhà lành. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Bây giờ muốn đi, e là muộn quá rồi đấy. Mẹ, người thời buổi này thích coi chuyện bao đồng thế thì đó, một lũ ăn hại, rút qua một bên. Bối Lạc gia, Mai công tử, như ma ám vậy, đi đến đâu cũng đụng mặt được. Nếu ngài vẫn muốn cùng ta đối phó qua trục thủy thì đừng lo chuyện bao đồng nữa. Người ngài bảo vệ là người của ta, vậy ngài gọi cô ấy một câu xem cô ấy có đi cùng ngài không. Đừng nói lời vô ích. Đã biết là vô ích, hà tất phải nói nhiều.
Chúng ta dùng quyền cước so tài cao thấp. Hôm trước được lĩnh giáo rồi, Mai công tử khá may mắn, làm một con mắt của ta bị thương. Mặc dù thắng thua là chuyện khó tránh, nhưng e là Mai công tử thắng nhiều quá rồi. Nếu như Ô Bối Lạc đã mở lời rồi, dù sao cũng chỉ là chút bạc dụng, tại hạ nguyện dâng lên. Ngân lượng chơi ít phải không? Tại hạ vẫn còn vài lượng nữa. Mau, mau chặt đứt tay hắn, thưởng 100 lượng bạc. Chặt đứt chân hắn, thưởng 1000 lượng. Mẹ, mẹ, nào, đừng sợ, nhắm mắt lại, bịt tay vào. Đi thôi. Công tử, hai người từ đâu tới? Đến trấn Quả Thổ làm gì? Đây là mẹ bé sao? Mẹ bé dặn những chuyện khác không được nói với người ngoài sao? Ngài thông minh quá. Công tử, hai mẹ con này thì không cần ta chăm sóc chứ? Công tử, ngồi hối nguyện đi chung với ngài. Cũng được. Cớ sao công tử lại đến đây? Tìm ngươi đòi nợ là sao? Đền mạng cho tiểu muội ta. Tiểu muội ngươi, đêm đó là cô ta đến quán trọ hành thích ta, ta cũng chỉ bị ép thôi.
Đại tá tráng sĩ ra tay cứu giúp. Hoa Giang, mau qua tạ ơn đi. Cô gọi cô bé là gì cơ? Nô gia Trần Diệu Tâm. Đây là tiểu nữ Hoa Giang. Ta định nói tới trấn Quả Thổ để tìm phu quân. Con bé họ Hoa. Vậy chắc chồng cô cũng phải họ Hoa. Tên là Hoa gì? Công tử, công tử, công tử, Hoa Trục Thủy. Gây rồi công tử. Ngài có nhớ người chúng ta cứu hôm nay không? Hai mẹ con đó. Phải đấy, ngài biết họ là vợ con của ai không? Vợ con ai? Hoa Trục Thủy biết mình có không ít kẻ thù, nên từ khi có Hoa Giang đã đưa hai mẹ con đó về quê lánh nạn. Cách nửa năm mới gặp nhau một lần, nhưng vào nửa tháng trước, Hoa Tẩu Tẩu nhận được thư của Chu Thương nói Hoa Trục Thủy bị nhiễm thương hàn, nên dẫn con gái và cái bụng bầu đến để thăm. Bọn họ vừa tới trấn Quả Thổ đã gặp phải Ô Nhĩ Xích. Ta còn nghe nói Chu Thương đó nào phải thiếp của Hoa Trục Thủy. 3 năm trước cô ta không có nhà để về. Hoa Trục Thủy tốt bụng cưu mang cô ta, còn giao quán trọ cho cô ta lo liệu. Thiết nghĩ Chu Thương và Ô Nhĩ Xích đã cấu kết từ đầu rồi. Lừa hai mẹ con nó đến đây, cho hắn bắt đi. Hơn nữa chuyện Hoa Trục Thủy là kẻ bệnh hoạn, hoàn toàn là dối trá. Nếu không Hoa Tẩu Tẩu lấy đâu ra cái bầu 2 tháng chứ? Bọn họ muốn dùng hai người này để uy hiếp Hoa Trục Thủy nghe theo. Ta chỉ không hiểu một chuyện. Bất kể Ô Nhĩ Xích hay Chu Thương đã biết võ công của Hoa Trục Thủy lợi hại, tại sao còn phải trăm phương ngàn kế ám toán hắn? Bởi vì điều họ quan tâm vốn dĩ không phải cái mạng của Hoa Trục Thủy. Thứ họ quan tâm là vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý? Vinh hoa phú quý gì? Công tử, nếu ngài thấy không tiện thì để ta nói chuyện này với Hoa Tẩu Tẩu. Nói gì chứ? Nói phu nhân cô ấy chết oan uổng dưới kiếm của ta sao? Nhưng chuyện này đâu thể trách ngài được chứ. Đa tạ Mai công tử. Đa tạ Mai công tử. Ngài giúp thế gian này trừ khử đi tên ác tặc đó. Ngài giúp lão phu trừ khử tâm ma này. Đến cả hậu duệ của ta cũng sẽ không quên đại ân đại đức của ngài. Mai công tử, xin đa tạ. Mai Vũ, huynh làm thích khách từng ấy năm trời, đã giết bao nhiêu người? Bọn chúng đều đáng tội. Nào, đứng lên đi. Mai công tử uống quá nhiều rồi. Ngài xem đó, đến cả kiếm cũng không cần. Cha cậu cũng từng bị kiếm đâm sao? Hồi trẻ cũng từng ngông cuồng, bắt chước người ta tập võ, bất cẩn bị kiếm đâm, để lại thương tích khiến công tử chê cười rồi. Nhưng vết thương trên tay vẫn tốt hơn là vết thương trong lòng. Công tử giúp lão phu loại bỏ được tâm ma Hoa Trục Thủy, lão phu cảm kích bất tận. Ca ca, trước kia huynh làm thích khách, suốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Bọn họ đều là kẻ ác thật sao? Đúng vậy, muội muội ngoan, ca ca toàn giết kẻ ác. Nhỏ tiếng thôi,
Đây là nhà của Mai Thúc Công, đừng làm ồn ngày ấy nghỉ ngơi. Mai Thúc Công, Mai Thúc Công, Mai công tử, mau dậy đi, mặt đất lạnh, nào. Mặc kệ ta, Mai Thúc Công, đừng ngủ dưới đất. Nào. Sao Mai công tử lại sai đến mức này? Chắc là có tâm sự. Công tử, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Nào. Giang Nhi, Mai Thúc Công, mẹ nói ăn bát canh này có thể giải rượu. Giang Nhi, ta có chuyện muốn nói với mẹ con. Mẹ đâu rồi? Mẹ con đi gặp cha con rồi. Cái gì? Dì Tương đã tới, nói cha về sớm nên mẹ vội đi theo dì ấy rồi. Vậy tại sao con không đi? Con thấy Thúc Công không được khỏe nên muốn ở lại chăm. Mẹ cũng đồng ý. Mai Thúc Công, đừng lại gần. Giang Nhi, canh này do ai đun? Là dì Tương đun. Dì dặn đi dặn lại, nhất định phải để Mai Thúc Công uống lúc còn nóng. Được. Được. Giang Nhi, mau lên giường ngủ đi. Dù có nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra ngoài. Ngoan nha. Công tử, công tử, công tử, ngài uống rượu ở đâu vậy? Ta tìm công tử mãi, ta tới quán trọ rồi. Bốn bề là người của Ô Nhĩ Xích canh chừng, ta không tiện đến gần. Hơn nữa giờ là lúc nào rồi? Ngài còn uống say như vậy. Công tử, ngài trúng độc rồi sao? Đa tài trưởng này của Ngô đại hiệp. Ngô đại hiệp, có. Nếu ngươi bằng lòng đi theo ta, thiết nghĩ trận này sẽ lành nách dữ nhiều. Nếu Ngô đại hiệp quyết định ra đi, Mai mổ tuyệt đối không có nửa lời quán thán, chỉ nói một câu trân trọng. Công tử, ngài biết bọn ta chờ trận này lâu lắm rồi không? Cho dù gặp bất trắc cũng cam tâm tình nguyện theo công tử xuống suối vàng. Nương tử, giờ đây qua trục thủy, phu quân nàng đã bỏ mạng. Sao nàng không theo ta luôn đi? Đỡ phải tốn công tốn sức. Nào. Kẻ nào? Oh!
Đường Tử, tới đây nào. Tiểu Nhị, Dân Rượu, như to mầm thế làm gì? Ngài xem đó, ta quên mất. Bây giờ hành vi của ngài đâu có phơi ra thiên hạ được. Ngươi đừng có được đà lấn tới. Chẳng mấy chốc, người của ta sẽ bao vây hết quán trọ này. Đến lúc đó, đừng trách ta không nể nang gì. Không phải chứ, Bối Lạc Gia, người của ngài đến đây để tìm báo vật, cớ sao không đánh đòn phủ đầu mà còn đợi ngài làm chi? Ngài xem đó, ta lại quên mất. Ô Bối Lạc của chúng ta là người tài sắc song toàn, huống hồ giờ đây hai thứ này đều nằm trong tay ngài hết rồi. Ngươi, Bối Lạc Gia, vội gì chứ? Kẻ thù của ngài đâu phải có ta. Hoa Trục Thủy đã chết, ngoài ngươi ra ta không còn quan gia nữa. Không phải chứ, Bối Lạc Gia, tại hạ thấy kẻ thù của ngài đâu chỉ có một hai người. Đúng không, Tô Đại Hiệp? Tên điên, ngươi nhìn cho rõ đi. Năm xưa nương tử ngươi đã bị hắn lăng nhục cái chết như thế này đấy. Năm xưa nếu không phải vì hắn gài bẫy chiếm nương tử ngươi, thì giờ cháu trai ta cũng phải 2 tuổi rồi nhỉ? Nhảm nhí, nương tử hắn tự làm điều dại dột liên quan gì tới ta? Tên điên, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Đồ ăn thức uống của ngươi những năm qua đều là do ta ban cho đấy. Đúng rồi, Tô Đại Hiệp, hắn tốt với ngài như thế không phải vì hại chết nương tử của ngài mà ái náy với ngài sao? Tên điên, ngươi đừng mắc bẫy đi dáng của hai kẻ này. Nương tử, nương tử, tên chó má này. Ngươi dám cắn ta? Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ngươi qua chăm cô ấy. Cẩn thận! Tô Đại Hiệp! Tô Đại Hiệp! Nương tử, nương tử của ta. Công tử, công tử, bố trí cho Hoa Tẩu Tẩu xong rồi. Công tử, đây là ngươi biết không, Ngô Hối? Đây mới là người chúng ta phải đề phòng. Cô nương, khuya vậy rồi sao vẫn còn chưa ngủ? Nô gia đến đưa công tử tới một nơi uống rượu. Từ nay công tử muốn uống bao nhiêu cũng được, chỉ sợ là sau này say khó mà tỉnh lại. Tiểu nương tử này độc ác quá đấy, dám dùng cả áo khí hại người. Cô tham tiền tài của Hoa Trục Thủy, cuối cùng còn không buông tha cho vợ con hắn, thật sự quá đỗi âm độc. Làm gì đó, lên! Công tử, không cần ra tay. Kết liễu con tiện nhân này, 2 nắm đấm của ta là đủ.
Lên! Ngô Hối! Công tử! Tránh ra! Nghĩa phụ! Gặp được Mai công tử ở đây, lão phu mừng quá. Bây giờ gia cẩu cũng được tội nguyện rồi. Mai công tử ngộ ra hơi muộn rồi đó. Lúc nhìn thấy tay của ông là ta đã biết đó hoàn toàn không phải vết thương từ kiếm, mà là kinh mạch nổi lên do luyện ám khí mà ra. Cho nên ta thấy người nói dối trước giờ chính là ông. Tình cảnh của 3 năm trước chắc chắn cũng không phải như ông nói. Ba năm trước, lão gia nhà ta Lâm Khoáng biết tin có 10 xe châu báu chuyển từ Nam Minh tới trấn Quả Thổ, giao đến tay cha con Qua Vô Thanh qua trục thủy. Ông ta bèn nảy lòng tham, vì muốn nuốt trọn tài sản mà Lâm Khoáng mua chuộc thân tính của Qua Vô Thanh, khiến Qua Vô Thanh bỏ mạng dưới lưỡi đao của thủ bị Ô Nhĩ Xích. Kế đó, Lâm Khoáng còn định ra tay với Qua Trục Thủy. Không ngờ Qua Trục Thủy tuy trúng phải quả dân chưởng, nhưng vẫn kết liễu Lâm Khoáng bằng một nhát kiếm. Còn cha cậu lúc đó đứng ngoài khu nhà bỏ quan, nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, lại càng canh cánh về 10 xe của cải đó. Ông liên thủ với Ô Nhĩ Xích, trong vòng 3 năm trăm phương ngàn kế dồn Qua Trục Thủy vào đường chết. Vì muốn lừa ta ra tay hành thích, mà ông lại càng điên đảo trắng đen. Dù không Qua Trục Thủy là loại người như Lâm Khoáng, tội cùng ác cực. Tư Nhi, có nghĩa phụ. Mai công tử, Ngô đại hiệp là đồng đạo của chúng ta. Nếu không có họ ra tay giúp đỡ, giết chết Qua Trục Thủy, chúng ta há có thể có ngày hôm nay. Ai là đồng đảng của ngươi? Cô vừa gọi ông ta là gì? Nghĩa phụ. Lão cẩu này tâm địa độc ác như vậy, cô lại răm rắp nghe lệnh hắn, chẳng phải nhận giặc làm cha sao? Nghĩa phụ nuôi nấng ta từ nhỏ, ta không nghe ông ấy, lẽ nào lại nghe ngươi? Ta không thèm giết ả ngu phụ này. Cho dù phải chết trong tay ngươi, ta cũng xứng đáng với nghĩa phụ rồi. Ra tay đi. Cô Tương Nhi, không được vô lễ. Sao có thể mạo phạm Ngô đại hiệp như thế? Tự giả. Dân, nghĩa phụ. Ngươi không phải người. Nó cũng nói rồi, chỉ nghe lệnh ta. Cho dù có bắt nó chết, nó cũng cam tâm tình nguyện. Qua Trục Thủy đã chết, giữ lại nó cũng chẳng có giá trị gì. Tương Nhi, con đã chọc giận Ngô đại hiệp, còn không chết để tạ tội. Dân, nghĩa phụ. Cô hồ đồ quá. Cô luôn miệng gọi hắn là nghĩa phụ, nhưng hắn lại chà đạp cô như thế, chà đạp mạng sống của cô. Lão cẩu, có gì thì nhắm vào ta, đừng đối xử với Chu cô nương. Cẩn thận. Độc thức châm, đắc tội rồi Ngô đại hiệp.
Tương Nhi không phụ sự kỳ vọng của ta, luyện võ từ nhỏ còn được ta truyền thụ ngân châm. Hoa Trục Thủy không biết thân thế của ta, giữ ta ở lại bên mình. Chỉ đáng tiếc 3 năm qua ta không tìm được cơ hội giết hắn, nhưng lại để ta phát hiện ra số châu báu chuyển từ Nam Minh năm đó được hắn giấu ngay trong quán trọ. Hôm nay được thấy Hoa Trục Thủy chết, quả thực phải cảm ơn Mai công tử. Mai công tử thích thời là Trang Tuấn Kiệt, mong ngài hãy tự liệu thân, đừng nhúng tay vào ân quán sư môn ta. Nhưng công tử không cần lo lắng, nếu Ô Nhĩ Xích đã hứa hẹn với công tử thì lão phu sẽ giữ lời. Tìm được châu báu, chia theo tỷ lệ 8-2, đừng nói là 2, cho dù có là 8 ta cũng không quan tâm. Lão phu không thể không lo cho công tử, lực lượng chênh lệch đã quá rõ ràng, ngài hà tất phải đối đầu với lão phu. Chỉ cần ta còn ở đây thì ngươi đừng hòng tội nguyện. Ngông cuồng quá thể, lại đến chỗ ta gây rối. Xem như ngươi còn có lương tâm. Ngươi, ta chưa chết, nhờ phúc của cha cậu. Rõ ràng ngươi nhìn thấy ta bị đâm, đúng không? Ngài ấy chưa chết. Hai người, ngươi nghĩ ta và Mai công tử gặp nhau phải là kẻ thù chạm trán, đỏ mặt tía tay. Cha cậu, ngươi đo ta không chịu ra tay giết Hoa đại hiệp, bèn liên thủ với Ô Nhĩ Xích lừa Mai Lâm đi hành thích, sau đó lẳng lặng bắn ngân châm giết nó. Chỉ tiếc đêm đó ta chạy tới quán trọ vẫn là muộn một bước. Ngươi biết rõ ngân châm của mình không làm gì được ta, bèn hạ độc thủ với Mai Lâm. Ngươi muốn giá hòa cái chết của muội muội ta cho Hoa đại hiệp, mục đích là để dụ ta ra tay trả thù. Nhưng ngươi không lường được, đêm hôm đó ta gặp Ô Nhĩ Xích, Chu Tương và ngươi xong, còn đến một nơi nữa. Sau khi ta gặp Hoa đại hiệp, đều cảm thấy Mai Lâm chết quá kỳ lạ. Để điều tra rốt cuộc kẻ nào ra tay với Mai Lâm, bọn ta bàn bạc, ta giả vờ đi hành thích ngày ấy. Vào hôm hành thích, hai người bọn ta đều lường được người thể nào cũng tới, muốn tận mắt chứng kiến Hoa đại hiệp chết. Nhưng cảnh cha cậu nhìn thấy chỉ là một màn kịch, ta và Mai công tử liên thủ với nhau để giúp Mai công tử tìm ra kẻ thù. Ta còn bị sặc mấy ngụm nước, đều tại ta nghĩ không chu đáo, không biết Hoa đại hiệp nín thở kém như vậy. Đâu có, rõ ràng là vấn đề của ta, tại hạ còn phải cảm ơn Hoa đại hiệp, không được sỉ nhục lão phu. Suy cho cùng vẫn là lỗi của cha cậu nhà ngươi. Cha cậu, Lâm khoáng vì muốn nút trọn tiền mà không dám kinh động đến người khác, không ngờ hắn chết rồi ngươi lại không cam tâm, năm lần bảy lượt đến đây quấy nhiễu, còn lạm sát người vô tội. Lần này thì kết thúc thật rồi, đến mạng của mình cũng phải bỏ lại. Mau, mau chạy đi. Lão cẩu ơi là lão cẩu, ngươi nói xem, ngươi muốn tự kết liễu hay là nhờ bọn ta giúp đây? Hoa đại hiệp, chờ một chút, ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi cha cậu. Được thôi, mời Mai công tử. Công thức món thịt chó kho bí truyền của ngươi giấu ở đâu? Khốn nạn! Đa tạ hai vị xả thân cứu giúp. Những kẻ này kìm nén suốt 3 năm đến đào bảo bối của ta,
Bây giờ chết ngay bên cạnh đống bảo bối này cũng xem như hoàn thành tâm nguyện. Ngài để bảo bối gần đây thật sâu. 3 năm trước, các phe kháng Thanh ở Trung Nguyên đều bị trấn áp. Quân Thanh công chiếm Tương Quế, bao vây kiềm điền. Chư tướng ở Nam Minh xét tình thế, đồng loạt đem người thoát ly. Vĩnh Lịch Đế thấy mình lâm vào thế cô lập, bèn đem 10 xe thuốc nổ, tổng cộng 1 vạn 6 ngàn cân, chở tới trấn Quả Thổ, giao tới tay cha ta. Kêu cha và sư phụ liên thủ khởi binh, liều một phen cuối cùng vì sự nghiệp phục minh, nhằm cứu vãn tình thế. Cha và ta vì muốn che đậy tai mắt, bèn dựng chuyện, nói số thuốc nổ là bảo bối, cất giữ dưới đầm nước ở quán trọ này. Không ngờ sau khi cha mất, 10 xe thuốc nổ lại bị đồn là bảo bối thật. Như lời ta nói, dụ vô số người kéo đến vì vinh hoa, bỏ mạng vì phú quý. Kể từ ngày quân Thanh nhập quan tới nay, vì muốn tiêu diệt hết bè phái cũ, mà ban chỉ cạo tóc thay trang phục, khiến cho mọi người đều có mong muốn phục minh. Nhưng sau khi Đa Nhĩ Cổn qua đời, Thuận Trị vì muốn trấn an lòng dân mà bãi bỏ thông lệ Chư Dương, bối lạc cai quản, bãi bỏ khoanh đất. Cuối cùng người dân cũng có cơ hội phục hồi phát triển, đồng thời cũng nới lỏng điều luật bỏ trốn, để hậu duệ tiền triều như Hoa Đại Hiệp không phải lang bạt kỳ hồ để giữ mạng nữa. Chứng kiến xã tắc dần ổn, người dân được bình yên, ta đã suy nghĩ lại, thật sự không muốn gì phục minh mà gây thêm chiến tranh, khiến quân dân phải khổ nữa. Mối thù của nhà ta so với sự an nguy của bách tính quả thực không đáng nhắc tới. Cho nên ngài cho rằng bảo bối này vẫn nên tạm thời biến mất thì hơn. Phải rồi, ta nhớ rồi. Hôm đó ta và Mai Lâm tới quán trọ của ngài lần đầu, nhìn thấy bột đen rớt xuống từ xe kéo. Lúc đó ta bắt đầu chia lô, đem số thuốc nổ này về quê cất giữ. Những người này không hề quen biết ngài, không thù không quán, mà lại vì vinh hoa phú quý, trăm phương ngàn kế hãm hại ngài. Còn ngài gánh vác thù nước hận nhà, mà vẫn lấy đại cục làm trọng, có hoài bão như vậy, tại hạ quả thực hổ thẹn không bằng. Hoa Đại Hiệp về đến quê rồi, nhớ gửi thư báo bình an. Thuốc nổ đã chở đi hết, người tìm báo giật cũng không còn ai sống sót. Nếu không ai đến quấy rầy thì quán trọ vẫn giữ được. Đây cũng xem như món quà đáp tạ Hoa mổ để lại cho Mai công tử. Món quà này ta không dám nhận. Sao vậy? Sợ bỏng tay sao? Tiễn người ngàn dặm vẫn phải biệt ly. Bảo trọng. Đa tạ Mai công tử. Mai công tử này khác hẳn người thường, quan nhân có giao tình gì với ngài ấy vậy? Bèo nước gặp nhau, ngài ấy vốn là người đến để hành thích ta. Mai Vũ, ngươi giết lão gia nhà ta, chiếm quán trọ của ngài, ta cũng không quan tâm. Nhưng ta nghe nói ngươi đã chiếm của ngài 50 xe vàng bạc châu báu, có chuyện đó không? Có đấy.